ngày 19 tháng 8, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có thông báo mới trong quá trình thụ lý giải quyết vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do Trương Mỹ Lan cùng 33 đồng phạm thực hiện. Cụ thể, theo kết luận điều tra vụ án của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, đã xác định được hơn 35.000 người mua trái phiếu của 4 công ty, là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Đầu tư Sunny World, Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận và Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, CETRA. Các trường hợp sở hữu trái phiếu liên quan đến 4 công ty này nhưng chưa có tên trong danh sách kèm theo kết luận điều tra của Bộ Công an thì làm đơn gửi về Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại số 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1 để được giải quyết theo quy định. Thời gian nhận đơn đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2024. Sau thời gian này, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh không nhận đơn yêu cầu bồi thường của các trường hợp sở hữu trái phiếu của 4 công ty kèm theo các mã trái phiếu nêu trên. Quyền lợi của các cá nhân này sẽ được giải quyết bằng vụ án dân sự nếu các bên có yêu cầu theo quy định của pháp luật. Ngày 19 tháng 8, Công an quận 7 cùng các phòng nghiệp vụ Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra làm rõ vụ thi thể nữ không nguyên vẹn rơi tầng cao chung cư trên địa bàn. Trước đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, người dân sinh sống ở một chung cư tại quận 7 nghe tiếng động phát ra. Lúc này, mọi người chạy ra kiểm tra phát hiện thi thể người phụ nữ nước ngoài tại phần sân, cạnh lối lên xuống. Nhận tin, công an có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng. Bước đầu, công an xác định thi thể bị cắt một phần chân trái và có nhiều vết cắt trên thi thể, nghi vấn nạn nhân bị sát hại từ trước đó. Ngày 18 tháng 8, Công an tỉnh Ninh Bình đã thông tin về việc điều tra, triệt phá được ổ nhóm tội phạm hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức rất tinh vi và xảo quyệt. Bước đầu, Công an đã bắt tạm giam 3 đối tượng đều ở Ninh Bình. Theo Công an tỉnh Ninh Bình, mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Ninh Bình nhận được đơn trình báo của anh B, sinh năm 1983 và anh M, sinh năm 1987, cùng ở phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, về việc bị một số đối tượng cưỡng đoạt số tiền 300 triệu đồng. Qua xác minh, cơ quan công an xác định đây là ổ nhóm đối tượng hoạt động phạm tội chuyên nghiệp với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt nên lãnh đạo công an thành phố Ninh Bình đã báo cáo giám đốc công an tỉnh Ninh Bình để phối hợp với phòng cảnh sát hình sự, phòng cảnh sát kinh tế và một số đơn vị nghiệp vụ tiến hành các biện pháp điều tra làm rõ. Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, công an đã bắt giữ 3 đối tượng gồm Bùi Anh Tuấn, sinh năm 1983, ở thôn Nhuận Hải, xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, Ninh Bình; Phạm Thị Hoài, sinh năm 1989, ở xóm 1 Nam Cường, xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh; và Nguyễn Thị Phương, sinh năm 1996, ở thôn Đồi Khê Hạ, xã Yên Đồng, huyện Yên Mô, Ninh Bình, về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Quá trình điều tra làm rõ, đối tượng Bùi Anh Tuấn có một tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản năm 2020, đã chỉ đạo Phạm Thị Hoài, Nguyễn Thị Phương và một số đối tượng khác tìm các lý do để đến làm việc với nhiều cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Sau đó, các đối tượng này tìm cách gợi ý, tạo ra tình huống để đưa những người có chức năng, nhiệm vụ giải quyết công việc mắc sai phạm, rồi sử dụng các thiết bị ghi âm, ghi hình, chụp ảnh bí mật làm tài liệu khống chế và đe dọa, tống tiền. Nếu không đưa tiền, nhóm đối tượng này sẽ làm đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng. Ngày 18 tháng 8, Công an thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cho biết đã ra lệnh tạm giữ hình sự Trần Ngọc Oanh, sinh năm 1995, ngụ huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên để điều tra làm rõ hành vi tàn trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy, tàn trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và chống người thi hành công vụ. Thông tin ban đầu, sáng ngày 17 tháng 8, Oanh được một người không rõ lai lịch ở huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh thuê vận chuyển ma túy về huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Khi chiếc taxi do Oanh thuê di chuyển trên đường DT751 đoạn thuộc khu phố Hiếu Cảm, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, tài xế phóng với tốc độ cao nên đã bị đội cảnh sát giao thông công an thị xã Chơn Thành ra hiệu dừng xe và yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ. Trong lúc kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông nghi Oanh là đối tượng phạm tội nên đã yêu cầu xuống xe để kiểm tra hành chính. Thấy vậy, đối tượng này bất ngờ xô ngã một cảnh sát giao thông rồi lấy trong ba lô một khẩu súng rulo loại nạp đạn bằng ổ quay, thường được gọi là súng lục, và một ví da rồi bỏ chạy. Lúc này, Trung tá Nguyễn Tấn Vạn,
trạm trưởng trạm cảnh sát giao thông Đồng Phú thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Phước và trung tá Nguyễn Tấn Triệu, đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an thị xã Chơn Thành đi ngang qua phát hiện sự việc, đã cùng tổ công tác phối hợp truy đuổi đối tượng. Chạy được gần 1 km, oanh tạc vào nhà một người dân bên đường rồi quăng ví vào nhà người này, đồng thời chỉ súng về hướng trung tá Nguyễn Tấn Vạn bóp còi nhưng súng bị kẹt. Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát giao thông đã lao đến bắt giữ đối tượng. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một khẩu súng rulo, một viên đạn cùng một số túi ni lông chứa ma túy đá. Bước đầu đối tượng này khai, nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ tỉnh Tây Ninh về tỉnh Đắk Nông với thù lao 10 triệu đồng. Theo trung tá Nguyễn Tấn Vạn, thời điểm xảy ra sự việc, anh và người em ruột là trung tá Nguyễn Tấn Triệu đang nghỉ ca, tình cờ đi ngang hiện trường. Trong quá trình phối hợp với tổ công tác truy đuổi đối tượng, khi chỉ còn cách hơn 5 mét thì oanh bất ngờ rút súng, chỉ về phía anh và bóp cò. Dù còn gần một tháng nữa mới đến rằm tháng 8 âm lịch Tết Trung Thu, nhưng trên các chợ mạng, sàn thương mại điện tử, cửa hàng tạp hóa, chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, bánh Trung Thu đã được bày bán từ rất sớm. Bên cạnh những mặt hàng truyền thống có nguồn gốc rõ ràng, thì nhiều loại bánh giá rẻ, không rõ nguồn gốc xuất xứ được bán công khai, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Thời điểm này, nhiều cửa hàng, chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã bày bán các sản phẩm bánh Trung Thu với đa dạng hương vị, màu sắc và giá cả. Bên cạnh các loại bánh Trung Thu có thương hiệu, thì nhiều sản phẩm bánh Trung Thu nhập khẩu, bánh nhà làm được bày bán khắp nơi từ vỉa hè, chợ dân sinh cho tới mạng xã hội. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại, những mặt hàng nhà làm này được bày bán dưới dạng 3-0, không nhãn mác, không thương hiệu, không hạn sử dụng, giá bán dao động từ 15.000 đồng đến 250.000 đồng một bánh tùy loại. Nhiều sạp bán hàng còn giới thiệu các loại bánh có nhân đặc biệt cao cấp như bánh nhân bào ngư, cá hồi, gà quay, với giá từ 450.000 đồng đến cả triệu đồng một hộp tùy loại nhân. Chị T, một tiểu thương tại chợ Bình Tây, quận 6, cho biết, từ đầu tháng 8, loại bánh trứng muối bông lan tan chảy giá 25.000 đồng một bánh đang bán rất chạy. Bánh nướng thập cẩm truyền thống nhà làm chỉ 280.000 đồng một hộp 4 bánh. Theo tiểu thương này, các loại bánh Trung Thu trứng muối tan chảy hàng nội địa Trung Quốc và bánh nhà làm bán được nhiều hơn so với các loại bánh có thương hiệu vì giá cả phải chăng, nhiều vị, phù hợp với túi tiền số đông. Bánh thương hiệu lớn thì đa số họ có quầy hàng bán riêng. Tiểu thương tại các chợ chỉ bán các loại bánh dẻo, bánh thủ công của cá nhân tự làm hoặc bánh nhập nội địa Trung Quốc giá rẻ mới có thể cạnh tranh, chị T chia sẻ. Tương tự, tại chợ Gò Vấp, tiểu thương N giới thiệu các loại bánh nướng nhân trứng muối, thập cẩm, gà xé được bán đồng giá 90.000 đồng một bánh. Khách khi mua được tặng kèm theo hộp để tiện làm quà biếu. Theo quan sát, bánh được bao bằng túi ni lông sơ sài, không có thông tin thành phần nguyên liệu, hạn sử dụng, nơi sản xuất. Nhưng khi được hỏi về thông tin chất lượng nguyên liệu thì chị N một mực khẳng định, bánh được nhập từ hệ thống lớn, đều đã được kiểm định, có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, nên đảm bảo an toàn về chất lượng, không phải như các loại bánh trôi nổi bán trên mạng. Trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, bánh Trung Thu được quảng cáo rầm rộ, từ bánh truyền thống tự làm, bánh thương hiệu cao cấp cho đến các loại bánh có xuất xứ từ Trung Quốc. Không khó để tìm được những gian hàng bán giá cực rẻ chỉ vài ngàn cho đến vài chục ngàn đồng. Để thu hút người mua, người bán hàng còn cam kết là bánh tự làm, không chất bảo quản, không phụ gia, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được làm từ nguyên liệu cao cấp, quy trình khép kín đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo các chuyên gia y tế, có rất nhiều tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm cho một quy trình từ sản xuất bánh Trung Thu như nguyên liệu, chất phụ gia, máy móc, thiết bị, nhà xưởng, môi trường. Nếu chỉ một khâu trong quy trình sản xuất bị hỏng thì việc lây nhiễm chéo rất dễ xảy ra. Các loại độc tố tự nhiên được sản sinh bởi một số loại nấm mốc trong điều kiện ấm và ẩm, gây ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm làm từ ngũ cốc, bột mì, nguyên liệu sử dụng trong bánh Trung Thu. Ngoài ra, để kéo dài thời hạn sử dụng, nhiều thợ làm bánh thường sử dụng chất bảo quản hóa học gây hại cho sức khỏe con người. Bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Minh Dũng, khoa cấp cứu hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, cho biết bánh Trung Thu dùng nhiều loại nguyên liệu nên tiềm ẩn các mối nguy hiểm như độc tố nấm mốc, chất tạo màu không được phép sử dụng hay chất bảo quản hóa học nếu quá trình chế biến không đảm bảo. Mầm bệnh, vi sinh vật có thể xuất hiện nếu bánh không được sản xuất hoặc bảo quản đúng cách. Một số nấm mốc tiết độc tố nguy hiểm có thể chịu nhiệt gây ảnh hưởng đến gan, thận hoặc hệ miễn dịch khi sử dụng ở liều lượng cao.
Ngoài ra, một số nhóm độc tố nấm mốc có độc tính cấp tính và đặc tính gây ung thư. Bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Minh Dũng khuyến cáo, quá trình làm bánh trung thu thường liên quan đến việc xử lý các thành phần bằng tay trần. Nếu điều kiện chế biến không đảm bảo, các tác nhân gây bệnh có thể xâm nhập vào quá trình sản xuất khi xảy ra tình trạng nhiễm chéo, có thể gây ra các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm như đau bụng, tiêu chảy hoặc nôn sau khi tiêu thụ thực phẩm. Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế đã có khuyến cáo người tiêu dùng nên chọn mua bánh tại những cơ sở có uy tín, thông tin nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Hiện nay, bên cạnh các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh trung thu uy tín thì cũng còn một số tổ chức, cá nhân có hành vi lén lút bán bánh nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người sử dụng. Luật sư Nguyễn Thế Cương, Giám đốc Công ty Luật Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Đức Chính, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, nhận định việc kinh doanh bánh trung thu nói riêng và hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ nói chung là hành vi vi phạm pháp luật. Bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ là loại bánh lưu thông trên thị trường không có căn cứ để xác định được nơi sản xuất, không có tem nhãn sản phẩm. Nếu cá nhân, tổ chức có hành vi kinh doanh bánh trung thu hoặc hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, buộc tiêu hủy bánh. Ngoài ra sẽ buộc thực hiện biện pháp khắc phục nếu gây ra hậu quả.